Đi đường, Đúng. nhưng mà họ lật kèo rất tốt vào giai đoạn cuối nhưng mà vẫn hay bị mắc sai lầm nên Ừ. vẫn để thua một trận đấu rất là đáng tiếc với Game Home. Và Và chúng vậy ta chuẩn bị đến với giai đoạn bán pick của trận đấu đúng không nào? và ngay lập tức thì đây là cái spot họ đã nghiên cứu rất là nhiều hiếu Kiểu bon bòn, khi mà chính cấm xác. đi, đó là Gragas. Còn bên phía của VC Fantasy Để họ xem họ đang kiểu sẽ gì. họ muốn cấm cái gì, liệu rằng có cấm thẳng vào key của bên phía team đây là cái spot như là cấm vào Zeke Cơ của Tâm Mưu Hải đấy. không? Không, cấm Cơ Cơ Mưu là một vị tướng mà Trùm Top đánh rất là chắc tay. Mưu. Và Fiora cũng vậy, nhưng chắc họ sẽ chỉ cấm Cơ Mưu mà thôi. Và Gragas kia thì khẳng định luôn đấy là Gragas trong tay của Hiếu Bon chứ không phải là Hide. Hide là một người chơi không sử dụng quá nhiều Hiếu Bon. Đúng rồi. Nhá luôn cả Evelyn à? Không, họ khóa đấy. Hiếu Bon là người chơi đánh Evelynn cực hay. Tôi biết điều này. Và như vậy là đây được cái spot có một sự trân trọng rất lớn cho Hiếu Đúng On rồi. khi mà cấm hẳn hai tướng cho Hiếu ở vị trí nửa Wow. trên của bản đồ đó, đường đơn. Còn Vex Fantasy Chúng ta đang thấy là tất cả bốn gần đường như trên bị đúng rồi, cấm. tất cả các đường vị tướng đường trên bị cấm và sẽ rất là mong chờ xem vị tướng đường trên chúng ta còn ai nhỉ? Chúng ta còn Garen đúng không? Còn Còn Garen, còn còn Malphite, Malphite nhưng mà chắc Akali nhá. đúng Có rồi, Akali Akali đang hở rất ra trong mạnh tay của Hiếu luôn. Bon này. Tôi nghĩ Và là Hiếu Bon pick Akali đấy. chắc chắn rồi, đây là cái spot Để xem họ nào. không cấm đi con bài Akali mà họ lại lựa chọn Zeke cho Tâm Hải trước. Và À. bên phía của VFA Fantasy họ sẽ có đầu tiên là Diana đã. Ở đây là Diana đi đường nào cho chưa biết. Có thể nó sẽ đi đường giữa hoặc thậm chí nó đi rừng đi đường trên đều ổn. Và lựa Đúng chọn rồi. thứ hai có thể sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Galio. Và Galio là chuẩn bài rồi. Hỗ trợ, hỗ trợ. Trong cái phiên bản 2.2B khi mà Galio đang được tăng một chút sức mạnh với cái đôi cánh chiến trận tăng một chút về phần trăm máu trong sát thương phép thuật này, cộng với việc là nội tại của anh ta được giảm thời gian hồi chiêu thì bây giờ con Galio này đang cũng khá là hot ở trong phiên bản 2.2B này khác với cả phiên bản 2.2A, nhưng mà gần đây tôi cảm giác là Galio này sẽ thích hợp việc đi hỗ Hỗ trợ trợ nhiều hơn, hơn, đây đúng là rồi. Galio hỗ trợ khi mà đã có Diana xuất hiện rồi. Bên phía của team đây là cái spot họ muốn có rừng cho Azurin và đó là V. Lựa chọn tiếp theo của họ là hỗ trợ Alita. Những sự Cho lựa chọn đầu tiên đây là cái spot một lần nữa cho thấy dường như họ chưa bắt nhịp được với meta 2.2B này. Họ vẫn đang chơi một cái meta nó khá hơi là cũ đúng cũ không? khi mà Zeke đã bị nerf sức mạnh rồi. Và thậm chí rằng Alita không còn hot nữa mà lên ngôi nó đến từ Lux, nó đến từ cả Cái Seraphine. sao của SGO sẽ được khóa trong tay của bên phía của Tùng Broly rồi và tôi nghĩ là mình Lucky sẽ sử dụng còn con bài gì nhỉ? Mình Lucky có lẽ là sẽ dùng Rum đấy. Là một Không không, mình Lucky dùng con à Galio rồi. đúng rồi Galio quên mất và chúng ta để xem bên kia thì Hajurin sử dụng con bài V là một mục tiêu là một cái mũi tên trúng hai đích ạ. Anh ta Hide chơi V rất là tốt Ở và đây anh ở ta đây 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 rồi. đây đây Chitana ở trong phiên Đây rồi. bản này được tăng sức mạnh và tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn hợp lý. Hợp Thứ lý. nhất, Ezreal quá cần thời gian để có được cho mình cái thần kiếm Uramana. Anh ta cần tam hợp kiếm, những món đồ cực kỳ cần thời gian và rất là đắt, còn Chitana thì không, nó mạnh ngay từ đầu. Và đó là Akali cho đây là Kai'Sa Sport. Tôi thích đội hình này ở hai lần lựa chọn cuối cùng của họ. Hợp lý. Và để xem nào, Wukong có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng trong tay của bên phía người chơi Hide và mình Lucky đúng là như vậy, người chơi cũng chơi hai con tướng gần như là tuyệt đối là anh ta chơi Tuyệt vời, Galio tuyệt và vời, tuyệt Brum. vời. Thì Galio trong tay mình Lucky là hợp lý rồi. Và đây sẽ là Hiếu Bon trong con tay con bài Diana. Diana. Diana rồi, một Diana sẽ là kèo người đứng hay trên. đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng cả bên VDK Sport cũng như là VNC Fantasy họ đã đều có những sự lựa chọn khá là bất ngờ. Nó đến từ bản thân của DDK trước, đó là họ có Akali, một vị tướng rất mạnh ở giai đoạn đi đường đơn. Có khả năng ám sát ở thời điểm cuối cũng là một cái gì đấy thực sự là ác mộng, và thêm cả Chitana, một vị tướng đã được buff sức mạnh. Tuy nhiên thì VNC cũng có sự trả bài khi mà họ cũng có hai vị tướng được tăng sức mạnh cho phiên bản này, đó là Galio và đặc biệt là Diana, cô nàng trang đang cực kỳ mạnh. Đường trên tôi nghĩ rằng sẽ là một cuộc đấu hay nhất ở trong kèo hôm nay khi mà cả Diana cũng như là Akali sẽ luôn có những pha trao đổi chiêu thức qua lại, và cái ngưỡng sức mạnh của hai vị trí này cũng đang được cho là mạnh nhất đến từ cả hai bên. Đây có lẽ là sẽ là một kèo kỹ năng, một cái kèo kỹ năng tôi nói là đánh giá là rất là hay với vị trí cả hai con đều là con sát thủ phép thuật và chúng ta sẽ xem rằng DRK Trung top hay là VC Hiếu Bon sẽ là người làm chủ cái đường trên này và đây chắc là máy quay hôm nay chúng ta sẽ zoom rất nhiều vào vị trí đường trên đúng không Đúng nào? là như vậy. Mong rằng thực ra thì con Diana đi đường với Akali nó không ngán đâu, bởi thứ nhất rằng cái ba quả cầu sẽ xoay theo quyết mức chiêu thức đó Thác rồi. bạc, thác bạc. Nó sẽ giúp cho những cái tình huống ám sát của Akali thậm chí còn tỏ ra bất lợi hơn, và nó có thể counter được cái bom khói tàng hình của Akali. Và chiêu cuối của cả hai vị tướng này thì đều mạnh như nhau cả. Đi rừng thì chắc chắn cả Ngộ Không Vi đều sẽ đột có tính chất đột biến rất là mạnh. Và DDK Sport bắt đầu khởi động cái bùa đỏ của mình ở nửa dưới bản đồ, và bên này thì VC Fantasy cũng làm điều ngược lại. Lối đi rừng của hai đội tuyển chúng ta đang thấy là giống nhau. Và thật ra là trong cái meta hiện tại, meta 2.2B thì xạ thủ là một vị trí được búp khá là nhiều. Tuy nhiên thì tôi nghĩ vẫn là hơi chắc chắn ba con tướng này là ba con tướng sẽ không được thay đổi trong cái meta hiện Đúng. tại, đó là Ezreal này, Và Kai'Sa và Corki đúng không? nếu như anh Vũ để ý một điều thì cả Zeke và Chitana đều có khả năng lấy trụ rất nhanh nhá. Đúng rồi, Nó họ đến từ đánh bom nhá, đều đến từ bom cả, lấy trụ rất là đúng. nhanh luôn, và
Với việc mà sở hữu hai vị tướng này thì đây cũng là một trận bước ngoặt của Redkai Sport. Còn Trung Top sử dụng Akali chơi với cả Hiếu Bon. Hiếu Bon thì luôn là như vậy, anh ta đi đường có một sự bình tĩnh và cái cách mà Hiếu Bon né chiều cũng rất hay nhá. Mặc dù người chủ động là Trung Top nhưng người mất máu nhiều hơn cũng chính là bản thân anh ta. Và đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xem cái kèo này rất là kỹ càng, và Trung Top ngay lập tức phải ăn cho mình cái hạt hồi phục để lên có thể trao đổi chiêu thức tiếp tục với cả Hiếu Bon. Trong khi đó thì ở đây Wukong đã xử lý cho mình xong cái mùa xanh và sẽ hướng ra là con cua và có thể sẽ gây áp lực phần nào lên vị trí đường dưới khi mà đường dưới Tristana cũng như là Alistar đang chủ động đẩy lên hơi cao. Saito là người vừa di chuyển ra để đảm bảo rằng con cua này ở nửa dưới bản đồ dành cho VC Fantasy. Phát hiện được Sport cũng đã có được con cua ở nửa trên của bản đồ. Con rồng đầu tiên là rồng nước, một rồng khá mạnh. Một tình huống di chuyển ra bụi cỏ chạc 3. Hình như Galio vừa khiêu khích được ai đó có đánh nhau giao tranh. Tôi nhìn thấy máu mất của Whitkey, nhưng Whitkey đã lui về được và Minh Lucky cũng bị trả lại một lượng sát thương rất lớn nhỉ. Một cái điều mà chúng ta thấy là DRK và VSC sẽ có một sự khác nhau ở thay đổi phiên bản này. Tôi đánh giá là VSC Fantasy họ đang đánh băng trụ không? Băng trụ không đâu. Whitkey còn đó lá chắn, còn tốc biến, họ lựa chọn băng trụ đến từ khi đó anh ta đưa cái bóng của mình vào câu kéo khỏi gian. Khó và rồi. Đợi chờ Tùng Glory đẩy lính, có lính họ mới băng được trụ. Lượng máu của cặp đôi dưới này quá yếu, khiêu khích rất đẹp. Có chiến công đầu dành cho mình Lucky. Whitkey đang bị trừng phạt bởi Hider. Anh ta đang cố gắng để có thể về được với lá chắn và Hider không có mạng của Whitkey dừng lại ở chiến đấu do VC Fantasy. Rất đáng tiếc dành cho vị trí của Hider khi mà không dứt điểm được Whitkey. Còn trong khi đó siêu bom địa ngục là rất đẹp, tuy nhiên thì vẫn tốc chưa biến. Đủ lượng đàm và tốc biến đây rồi. Và Tùng Brui đang bị đấm bởi Hazurin tâm hại, tốc biến theo. Rồi, Tùng Brui đang né né không được và Hider anh ta đợi chờ một tình huống tàng hình, sau đó phân bóng và chạy được. Như vậy là trao đổi khá mạnh mẽ sau đúng 2 phút thi đấu. Cả hai bên đều có một mạng ngục và lượng chênh lệch ở thời điểm này dường như là không có. Có thể chúng ta không đi sâu quá về phân tích, nhưng mà cái việc mà thay đổi của lá chắn ấy nó sẽ làm cho một cái việc đây chúng ta từ từ đánh nhau tiếp. Mình Lucky hơi cao rồi. Mình bị Lucky và bên này thì Choi, mình Lucky sẽ bị hạ gục mạng thứ hai cho DRK Esport. Tôi đánh giá cực kỳ cao cái khởi đầu này của DRK. Muộn rồi mà sao còn chưa về nhỉ? Ok. Mình Lucky là muộn rồi sao còn chưa về. Đây là tên của một bài hát rất là vui. Nhưng mà anh đọc cái tên bài hát này ra tôi lại thấy hơi buồn dành bên phía của VSC Fantasy. Và chúng ta có thể thấy là tôi đang nói lại về việc là thích nghi về cái meta này, thì tôi đánh giá là VSC họ đang là một người làm tốt hơn về cái việc thích nghi meta khi mà DRK họ vẫn sử dụng cho đó cho mình đó là lá chắn và hồi máu. Thì cái lá chắn ở đây nó đã bị tăng thời gian lên rất là nhiều rồi và bây giờ nó bị bằng tham với cả hồi máu á. Thì tôi nghĩ là cái việc mà họ sẽ lựa chọn spell khác ở vị trí đường dưới có thể là tiêu đốt hay kiệt sức và nó sẽ làm cho cái việc thay đổi đó là bây giờ có thể là trước phút thứ 5 họ sẽ giao tranh rất là nhiều. Cây đây của hai người chơi đường đơn thì Hiếu Bon tỏ ra là vượt trội hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thể nhìn thấy vàng trên phút lại cho thấy rằng đây là cái anh chàng trùng tốt này là người đi farm lính tốt hơn. Dễ hiểu thôi, bởi vì dù sao thì trùng tốt anh ta là người thích giao tranh hơn. Anh ta thích farm mạng hơn là farm lính. Một pha lao vào của Hiếu Bon, tuy nhiên thì có vẻ như cũng chưa đủ sự tự tin, hơi khó cho bộ đôi này có thể có những pha dứt điểm. Vừa nói xong thì Hiếu Bon lao vào lần hai, câu kéo được chiêu thức nhưng trùng tốt vẫn đang làm chủ của đối đầu này. Chiêu trăng bờ trên người Hiếu Bon là vẫn còn, cho nên là trùng tốt cũng không dại gì để có thể lao vào. Trong khi đó thì bây giờ con rồng đầu tiên của trận đấu là con rồng nước đã xuất hiện. Đây là một con rồng không bị giảm sức mạnh trong meta này đúng không? Con rồng bị giảm sức mạnh là con rồng lửa và con rồng gió. Thì đây là một con rồng cũng vẫn là rất ngon dành cho cả hai đội tuyển, đặc biệt là với cái đội hình mà cần nhiều khả năng hồi phục như là bên phía DRK thì họ không muốn bỏ con rồng này đâu. Đây là một pha cổ vũ rất đẹp đến từ Choi này. Lucky anh ta đang bị quá nhiều thứ dồn vào mặt. Anh ta đang bị đấm, anh ta khiêu khích được hai người chơi. Anh ta sử dụng siêu giáp thế đáp trên người Saito. Hất được ba người, anh ta về vào đây là Hi để tới. Anh ta đang có một tình huống sử dụng chiêu cuối lốc là hai người. Whitkey bắn ở tuyến sau nhưng Tùng Ly bây giờ mới di chuyển tới. Tuy nhiên Choi cũng đang rất khỏe hất tung và siêu bom địa ngục. Hi đã về được với lượng máu cực kỳ ít, bị out khỏi giao tranh và Tâm Hải tới với những quả bom. Bên này thì Choi cũng buộc phải về thôi. Tuy nhiên đây là cái spot cũng không đủ tiền để ăn rồng bởi vì Choi quá thấp máu. Xác, và bây giờ là hai bên sẽ phải về để hồi phục cho mình một lượng máu. Ô đây là Hiếu Bon lao lên, còn trăng mờ không? Còn trăng mờ. Tâm Hải còn tốc biến và chiêu cuối không đủ tầm để giữ được Tâm Hải. Hơi khó. Như vậy là VC Fantasy trước thềm mang rồng này mất thêm một chiêu cuối cực kỳ quan trọng đấy nhỉ. Và họ sẽ có lẽ là họ sẽ để cho Hiếu Bon về đẩy tiếp đấy. Chứ bây giờ Hiếu Bon hết cái chiêu trăng mờ rồi thì rất khó có thể mở được cái combat này. Và đây mình Lucky cũng đã mất cho mình đó là siêu hùng giáng thế đúng không? Ngộ không cũng mất này. Mất hết chiêu cuối dành bên phía VC Fantasy. Nhưng mà bên phía của DRK Sport họ còn chiêu cuối của trùng top. Vẫn đây còn là chiêu cuối có khả năng ám sát rất là ổn nha. Và Whitkey thì cái lượng sát thương đến từ của Chitana thời đầu nó mạnh hơn so với cả một con Adriel. Và bên phía của DRK họ đang tự tin để ăn con rồng này. Quay ngược trở lại đánh nhau, Tâm Hải rất yếu máu. Mình Lucky đang khiêu khích được hai người chơi. Tùng Ly có góc để bắn nhưng trùm top đang ám sát. Anh ta múa chiêu cuối một lần, anh ta đang sử dụng chiêu cuối lần hai. Nhưng Tùng Ly có hạt hồi phục và trùm top tí nữa thì lên bảng điểm số ngược. Và 2 đổi 2 là ở thời điểm này nhưng trùm top đang còn rất yếu. Saito đang có quả cầu và trùm top có lẽ sẽ bị hạ gục. Anh ta có cho mình hạt thông nổ, anh ta đang chạy dưới sức càn quét và truy đuổi Saito. Còn Whiskey cũng không thể về được. Nhưng anh ta lại tự sát trụ thành công và trùm top thì vẫn đang đi bụi.
và anh ta cũng sẽ tự sát thêm một lần nữa dành cho bên phía ODK, hay là đứng ở bụi cỏ này đánh lạc hướng và biến về rất nghệ thuật. Nhưng rồng thì can thiệp được không? Khó nhỉ. À không, Hazuri vẫn đang ở đây này, và đây bây là hai người với ba người của bên phía lại của ODK lại đánh nhau, chưa bao giờ cũng rất đẹp. Và bây giờ tôi nghĩ là con rồng này lại khó cho bên phía của bên VNC Fantasy. Tổng biệt Azuri đấm chết được thành công Hiếu Bon. Còn bên này thì Minh Lucky đang thực sự rất trâu, nhưng trâu thì rỉa lâu cũng chết. Tùng Bri đang cấu rỉa và bắn thần bí rất khó chịu, nhưng những quả bom đến từ tâm hải cũng khó chịu không kém. Cung ánh sáng trúng, Hazuri đang rất thấp máu, anh ta vẫn đang đấm rồng rất miệt mài. Có rồng cho DDK Sport quay ngược trở lại, hất tung Minh Lucky về. Minh Lucky dùng siêu hùng giáng thế và bằng cách thần kỳ nào đó anh ta vẫn cứ về được. Rất hay đến vị trí siêu hùng giáng thế rất đẹp, bởi vì bên kia nó không có CC để trợ đỡ cho Minh Lucky, khó để về pha đó. Một pha mất rồng đến từ vị trí của VNC Fantasy. DRK họ giao tranh rất tốt, họ vẫn giữ được cái lượng máu của rồng nước, cùng với việc là họ đẩy lùi được hai vị trí đường dưới của bên phía VNC ra xa khỏi cái con rồng đó. Và một rồng là phần thưởng xứng đáng cho DRK, và 5-3 là tỷ số về mạng và lượng tiền đang chênh lệch thật ra cũng không nhiều lắm, rơi khoảng tầm đâu đó 1.000 tiền ra thôi. Chúng ta chán cảnh phải xem những trận đấu du ngủ đúng không? Rồi. Trận đấu mà mãi chẳng có mạng nào cả, nhưng trận này thì mạng bằng với thời gian. 7 phút 8 mạng, nghĩa là trung bình cứ 1 phút một mạng hạ gục lên bảng đếm số. Và sứ giả khe nứt một lần nữa sẽ là cuộc chuyện đẫm máu giữa DDK Sport và VNC Fantasy. Đó là cái sự thay đổi, khi mà nó là một sự thay đổi rất nhỏ của cái lá chắn thôi nhá, nhưng mà nó gây ra rất là nhiều cái gọi là đột biến đến từ cái trận đấu trong cái meta lần này. Khi mà cái lá chắn, như tôi đã nói, là bây giờ nó là 120 giây rồi, và có thiêu đốt là VNC không ngại cứ băng bổ vào thôi. Và bây giờ nhưng mà tuy nhiên là họ đang làm thiếu hiệu quả hơn với một người với đội tuyển đang gọi được, chúng ta đang gọi là đánh meta cũ đúng không? DDK Sport khi mà gặp VNC Fantasy, một đội tuyển có thứ hạng cao hơn họ khá nhiều, nhưng DDK Sport lại đang chơi sòng phẳng, thậm chí rằng có đang lấn lướt đến thời điểm phút thứ 8 của trận đấu. Tuy nhiên đội hình của VNC Fantasy là một đội hình kéo lết nha. Khi mà Edril có được sát thương rồi, khi mà Dyna đến cái ngưỡng sức mạnh đặc biệt Oriana nữa, thì giao tranh tổng tôi lại cảm tưởng hơi bất lợi cho DDK. DDK Sport họ mạnh ở cấu rỉa tiền giao tranh thôi, chứ không mạnh theo kiểu đánh giáp lá cà đâu. Chính xác. Và Tâm Hải cũng đang có cho mình một cái KDA 113 cũng là khá tốt, và hơn đến khoảng tầm gần 800 tiền đối với Oriana là một con số rất là ổn rồi. Và Tâm Hải là một người gọi là one champ dick đi, đánh dick thứ hai, và anh ta được cầm cái tướng tủ của mình không bị cấm nữa. Còn dưới này Hazuri đang đổi máu lấy lính thôi, và bên phía của team VNC phát hiện ra rồi, ăn trộm à, định ăn trộm con sứ giả khe nứt. Nhưng Choi đến, Choi bật còi và Choi hú có thể bởi cái kia ở tiến sau. Tuy nhiên thì có vẻ như họ đang có tầm nhìn hơi ít ở trong tình huống này, khi mà bên phía VNC rất khéo, họ kéo con sứ giả ở phía trong và thành công mang về sứ giả khe nứt. Và chủ top lúc đấy là lên chưa kịp, nên là con sứ giả này đành phải nhường cho VNC Fantasy. Một pha macro tốt đến từ vị trí của VNC, lại siêu bom địa ngục lấy ra để clear lính. Wow, kia hết được đám lính luôn nhỉ. Thế nhanh thế nhở, đạp to nhở, làm rất to luôn đấy. Một tên lính bị xóa sổ dưới sự ngỡ ngàng của Tùng Broly. Và 5-3 vẫn là cây đề thời điểm này, nhưng VNC Fantasy mặc dù họ bị thua thiệt tới 2 mạng hạ gục liền, nhưng hãy nhìn lượng chênh lệch về vàng đi, dường như là không có. Khi mà VNC Fantasy họ đang bắt đầu cử dần những vị trí cần được lết của mình ra để có thể đẩy như là Edril, như là Oriana, như là Dyna, để đảm bảo rằng những vị trí này có thể lớn có đồ được và đến với ngưỡng sức mạnh của mình ở những thời điểm về sau. Thế ra chúng ta có thể nhận thấy một điều rất là đơn giản đúng không? DRK họ đánh đúng với các cái kèo tướng, họ không đánh theo cái kiểu mà đội hình không xạ thủ, đánh ổn hơn rất nhiều đúng không nhỉ? Đúng. Tôi thấy DDK Sport ngày hôm nay khi mà Whisky cầm Chitana thì anh ta đánh rất là ổn đấy chứ. Cái đây là 1-1-1 bắn. Từ giờ Chitana đánh cũng dễ mà, bạn chỉ việc bắn rồi nhảy thôi. Không có lắm nên là cũng tôi nghĩ là ổn dành cho DDK Sport. Họ đang triển khai tưởng rằng là lấn lướt cho VNC Fantasy, nhưng mà không, DDK làm tốt hơn. Nhưng có một điều là về lết, và đây lại là di chuyển lỗi. VNC Fantasy họ vẫn luôn là người tỉnh đòn hơn, Choi có thể là người bị giữ lại. Nhưng ta trâu quá, anh ta trâu như một con bò, và anh ta bơi về được với trâu quá nào đổi phục, và dường như chưa có cuộc giao tranh trước đó, chỉ ép bất đi cái tốc biến hồi máu mà thôi. Choi thật ra là một người tôi đánh giá trong đội tuyển DDK là anh ta là một người đi lỗi khá là nhiều trong tất cả các trận đấu, kể cả trận đấu với cả game hôm qua. Hay vào chỗ tối ha. Hay vào chỗ tối, hay thích rình rập vào chỗ tối, nhưng mà không biết là mình có camera theo dõi rồi nên là hay hôm qua lỗi hơi nhiều. Và đây là một pha tiếp tục đến từ chùm top, anh ta rất cục, anh ta lao và cấu đi 1/3 lượng máu đến từ vị trí của Hide. Nhưng Dyna ở trên bản đồ thì đang hoàn thành được nhiệm vụ của mình, anh ta sẽ mang về trụ đầu tiên. Nói về khả năng giao tranh, kỹ năng cá nhân giữa DDK và VNC thì là như nhau, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy VNC Fantasy họ đang triển khai đội hình và cách di chuyển họ ổn hơn đúng không? Họ luôn biết cách để mang về những lợi thế lớn, những công trình lớn, những mục tiêu lớn. Trong đó DDK Sport có đôi khi họ di chuyển mà không có mục đích gì ở phía trước cả. Đấy rồi, bữa chính nó đến rồi đây này. Rồng lửa. Rồng lửa. 6% sát thương. Ai sẽ là người có nó? Chúng ta cùng chờ đợi cái thời điểm này. Tạm thời thì VNC Fantasy là người có cua. Điều này sẽ giúp họ có được cái lợi thế trong những tình huống nếu như họ muốn ăn mà hơi khó để chậm nhoáng. Hazurin vào cách rất tự tin. DDK lại là người khởi động trước, lại ăn rồng trước mắt của VNC Fantasy.
Choi ở đây lại là một pha combo với Nigaki. Edril đang hơi xa, khiêu khích được Choi. Bên này thì Vi đang ghim vào ai đây? Vi đang ghim vào Saito. Giao tranh có và chùm top anh ta đang đứng ở một góc để cản bước tiến. Ngộ Không bị mất bóng, anh ta quay ngược trở lại. Hazuin có thể sẽ bị hạ gục. Anh ta đang về dạng giáp thiên thần và bây giờ Tùng Bri mới di chuyển tới, sát thương nhồi vào rất nhiều. Lệnh sóng âm chung hai người Torian à. Và VC Fantasy quay trở lại với hai mạng hạ gục, mất đi người chơi đi rừng. DDK Sport hết cửa để có thể cướp được dòng và thậm chí là mất luôn cả Zik nữa. Chúng ta phải nói đấy là một phần bây giờ là comeback cực mạnh đến từ VC Fantasy rồi. Như chúng ta đã nói là cách di chuyển và macro của VC là tốt hơn rất nhiều so với DRK. DRK vẫn có những cái trực trặc nhất định của mình. Họ rất cố gắng ăn cho mình con rồng lửa này và họ bỏ luôn cả cái lane đứng giữa để cho việc mà bên phía của Hide anh ta thả cho mình con sứ giả, nhưng họ cũng mặc kệ. Và cái hậu quả để lại là bây giờ họ mất con rồng lửa rất quan trọng, một con rồng lửa 6% rồng lửa hạ giá trong meta lần này, nhưng mà cái trụ của họ họ đi mất đi khoảng một trụ rưỡi rồi, hai trụ ở thời điểm này, và VC Fantasy đang là người nữa luôn thế, hơn 7.000 tiền sang một thi đấu. Họ bắt đầu lăn ngược cỏ tuyết, nên nhớ rằng đội hình này của DDK Sport đánh về late đã yếu hơn đối phương rồi, mà còn bị dẫn trước về tiền như thế này thì là khó. DDK khởi động khá ổn, nhưng đến với khâu vượt chướng ngại vật và tăng tốc thì có vẻ họ đang bị hụt hơi. Đúng là như vậy, và bây giờ chúng ta thì lượng thấy là lượng tiền bây giờ là nhiều hơn rất nhiều vị trí của Hide và Saito. Anh ta bọn họ đang có KDA rất đẹp, đều là 104 và cái lượng đồ họ đang có là khá nhiều rồi, khoảng 2 món đồ rưỡi rồi. Trong khi đó Choi lại một lần nữa vào đây điểm gì đây, mình Lucky bây giờ cứng quá rồi. Choi bây giờ như kiểu một con mắt di động vậy, nhưng con mắt này nó khá là đầu tim cho những bước di chuyển của mình. Con rồng thứ ba là rồng đất, tuy nhiên ở thời điểm này VC Fantasy họ sẽ cố gắng để làm chủ một mục tiêu còn ngon hơn, thơm hơn, đó là con Baron. Và cái trụ thứ hai ở đứng giữa hình như nó bay màu rồi. Tôi nghĩ rằng nó chỉ còn lại một sự va chạm nhẹ để có được cái trụ thứ tư cho VC Fantasy thôi. Vừa nhìn thấy chùm top lên cho mình cái thủy kiếm là chùm top lên. À, song kiếm tay ương. Và chìn máu. Song kiếm tay ương. Và KDA của Hazuin cũng đang là khá tốt. Tuy nhiên cái độ hiệu quả mà Hazuin mang lại so với Hide nó là chưa được nhiều lắm. Và bây giờ ở đây thì Whiskey là Whiskey chỉ bạn đơn giản là bay về và mua cho mình những cái món đồ mà thôi. Những cái cú ping đến từ Baron để check lại Choi à. Choi rồi. Kéo theo của Hazuin, chiêu cuối Hazuin đang bị hạ gục. Không, anh ta đang chạy, chạy không rồi. Nổi không có giáp thiên thần. Choi bơi giữa 4 người với chiêu cuối và đối phương cứ thế đánh vào người của Choi, nhưng Choi rất cứng. VC Fantasy ngay lập tức ping thẳng vào Baron. Họ biết rằng không có người chơi đi rừng là không có tiền đề cho DDK Sport cướp, và DDK dường như cũng muốn buông. Và đó là Baron ở đứng giữa. Anh chàng Hiếu Bon đang cố gắng để cân hai, cân không được hai nhưng câu kéo đủ thời gian để 4 người chơi lại cân với Baron. Và đó là Baron cho VC Fantasy chỉ sau đúng 13 phút thi đấu. Ui, một pha siêu bạo gục cũng khá là chất lượng đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không có gì khó khăn với cả bên phía VC cả, khi mà họ vẫn có cho mình cái trừng phạt mà thôi. Và bên Hazuin anh ta còn chưa hồi sinh ra nữa cơ. Và bây giờ từ lúc đầu đang chỉ cách nhau nó đâu đó khoảng 1.000 tiền mà thôi, và giờ con số nó nhân rộng quá rồi nhỉ. 7.000 tiền rồi. Rồng thì VC Fantasy đang cân bằng DDK Sport, nhưng mà Baron này chắc chắn rồi, VC Fantasy họ sẽ rất biết cách để lợi dụng với những đội hình và đậm chất chiến thuật như VC Fantasy. Họ sẽ cử đội hình của mình theo kiểu 1-3-1 để đảm bảo rằng cả ba đường sẽ đẩy rất cao. Con bài Akali được pick ở trong trận đấu này là chủ top chưa mang lại nhiều hiệu quả. Trong khi đó thì Chitana đang thua đâu đó 500 tiền với cả một con Edril. Đây không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có thể nhìn thấy 12.000 tiền vào Diana nhỉ. Xác, Diana, cái số tiền mà Diana có được từ việc đó là cái KDA anh ta giết là hai mạng và ba hỗ trợ cùng việc anh ta đẩy đường rất sâu. Farm anh ta nhiều. Thoải mái farm khi mà đâu đó một con sát thủ như chúng top là anh ta phải hoạt động liên tục ở các đường, nhưng mà cũng chỉ có một mạng mà thôi. Còn trong khi đó thì đó là 2-1-3 đến từ vị trí của Hiếu Bon, và anh ta đang gây áp lực rất lớn đến cái trụ tiếp theo này. Một cái trăng lưỡi liềm mà gây ra được rất nhiều sát thương từ Hiếu Bon. Tầm này tôi nghĩ rằng chúng top không cửa được solo với Hiếu Bon, mà Hiếu Bon không ai cửa solo với anh ta cả, trừ khi đây là KaiSport tổ chức theo kiểu là đông người lấy ỷ đông hiếp hiếu. Ui, trăng lưỡi liềm kìa. Cấu đi khoảng 1/3 máu của Whiskey. Nên nhớ rằng đó là một bộ chiêu thức nó không mang lại nhiều sát thương đúng không? Đúng. Nhưng đồ quái uổi. Bay màu đó là Chitana của Whiskey. Và anh ta làm, anh ta cân đôi, anh ta sử dụng trăng mở. Và đó là bốc hơi luôn đến từ chùm top. Cái gì đang xảy ra vậy? Triple kill dành cho Hiếu Bon. Nói cái gì với con Diana này thì quá khủng khiếp, với ba cái mạng và đơn giản đó chỉ là những cái pha trăng lưỡi liềm, trăng non rất đơn giản. Và chúng ta đã có cái kết quả trận đấu đầu tiên, trận đấu bản lề và VC 1-0, và đang cho thấy rằng họ cũng là một đối thủ rất đáng gờm trong cuộc đua về đích trong bảng xếp hạng lần này. Một trận thi đấu mà cái cách VC Fantasy triển khai đội hình của mình, cái cách mà họ về bản lĩnh và họ cho thấy sức mạnh của những vị tướng trong tay họ, đặc biệt là Diana, những khoảnh khắc cuối cùng dường như là một ánh trăng mờ nhạt bên phía của team DDK Sport. Và MVP trận đấu này không thể lệch được, đó là Hiếu Bon, người chơi đường đơn của VC Fantasy. Và đó là anh ta còn lên cái triệu trường sinh trước đấy, chứ không phải là lên thuần là full dam đâu, mà cái lượng sát thương anh ta gây ra nó quá là ghê gớm đi. Với những pha trăng lưỡi liềm thường, cái trăng lưỡi liềm thật ra nó không phải là chiêu dam chính đến từ Diana, mà chỉ là kích hoạt cho kích hoạt để dùng được hai lần trăng non mà thôi. Đúng. Nhưng mà
phải thấy là một pha trăng lưỡi liềm rất chất lượng và cấu đi gần như là nửa lượng máu đến từ những vị trí giấy máu giấy mỏng như là Tâm Hải hay là Whisky, và MVP là điều quá dễ hiển để về Hiếu Bon rồi. 206, nhưng mà thể nhìn thấy cây đây bên phía của VC Fantasy rất đẹp trừ mỗi Tùng Loli ra thôi, bởi vì thực ra là đến cái ngưỡng sức mạnh của SGU nhưng đồng đội làm hết rồi, không cần thiết anh ta phải thi đấu nữa. Còn bên phía của DDK Esports, điểm sáng là ai? Vẫn cứ là Tâm Hải, nhưng một mình anh ta rõ ràng là không đủ khi mà con Dyna này nó khiến cho hàng tuyến sau như là Zik, như là Tristana dường như không được chơi game luôn. Và sát thương đến từ người chơi đường top, à đường đơn của bên phía VC Fantasy là 16.000. 17.000 đam đến từ Tâm Hải nhưng cũng không thể làm gì được với cái đội hình mà quá đều đến từ vị trí của bên VC Fantasy. Một cái chim thì khó có thể làm nên mùa xuân, và bây giờ thì DLK Tâm Hải cùng các đồng đội họ đã bắt cho mình đó là một cái chiến thắng rồi và cần phải sốc lại tinh thần và đến với trận game đấu thứ hai. Và để xem rằng DLK Esports ở trong trận thi đấu tiếp theo thì họ có sự thay đổi gì hay không, hay là tiếp tục không chơi xạ thủ nữa. Thôi thì bây giờ mình cố quá thì mình quay trở về với những cái gì mà mình thuận tay nhất để đảm bảo rằng có được cái lợi thế. Đây là tham lai về tiền. Tất cả mọi thứ thì thực ra bên phía VC Fantasy họ chỉ cần cân bằng phút thứ 10 thôi. Sau phút thứ 10 là VC Fantasy đã đến ngưỡng cửa của những vị